Có ai có chỗ ai ở nhà thì gọi đem cái kiểu xuống đây tên. Cái gì? Đầu á? Đầu đứa đây. Nhìn cái con bóng. Vâng, đúng. Cái này. Cái này. Năm ngoài à? Trong trong. Trong nó lùi cây ra được. Thôi rồi, cứ để đấy. Không ngoài đi. Ngoài. Bố trong cái giấy nhỉ? Vâng, vâng. Bắt đầu cho thầy. Dạ. Rồi lấy cái vàng đâu mấy cái góc hướng này. Cái vàng đâu nha. Xe có hướng không? Trên xe có má. Xe được không? Trên xe ta có nhang ấy, có nhang ấy, có nhang. Có chưa? Có đó. À mà thôi. Chả có dùng đến đâu. Gia đình mình ai có tang ra phía trước thì đứng hết nè. Gia đình mình ai có tang ra phía trước thì đứng nè. Rồi ai có tang thì ra phía trước thì đứng hết nè. Còn mời bà con thì mình đứng hai bên này. Là lại hỏi luôn. Đứng sao bên đó nhà này. Đốt nhà đâu. Ông đá cho mà đụt cây đá giống đụt được cây đá không. Nó ra cho vùng đấy. Cân gọi cân. Năm đến nay. Được. Không đồng không là đâu đúng không? Được.
không một chút mình nhớ rồi tôi này rồi tôi này kêu kia nhiều rồi thôi đây từ ôi lừa hoa gì lấy cơ ra lấy cơ ra từ từ rồi tiêu mới đi tiêu tiêu cái được tỷ bán tiêu thầy thầy lo rải lên trên đây nè. Gia đình cảm ơn thần lòng cao quý của tất cả mọi người đã là đến biển đưa ông Minh Châu về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Một lần nữa xin được cảm ơn bởi vì gia đình có gì biết xin được được thứ và sau khi buổi lễ thì xin mời tất cả mọi người về gia đình chia sẻ cái nỗi đau cùng người gia đình cậu công chuẩn bị nhá.
Không biết là xong. Đến giờ là thu câu. Hãy đồng chí trên 25 nhiệm vụ. Rất từng lượt một, Đấy, đấy bỏ lại. Cò thôi. Hai tay không á. Tập trung rồi. Thế cả phiếu nhưng mà thiệt rồi chứ nhưng mà thiệt rồi. Trong bên này đang dậy. Anh trưởng anh Sáu kéo ông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mà đưa hả? Thắng. Không cần anh này, anh hơn anh. Thôi, đang hơi chế thôi. Về rồi. Con.